Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng của chuyên mục thông tin đối ngoại. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng mối quan hệ sâu sắc và chặt chẽ với chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, góp phần không nhỏ trong việc phát triển quy mô thương mại. Đặc biệt, thông qua các cuộc hội đàm, hai bên đạt được những nhận thức chung quan trọng làm cơ sở để triển khai hợp tác giữa hai bên trong công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu và đảm bảo thông quan thuận lợi. Đây sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị khán giả theo dõi phần tin tức về công tác đối ngoại nổi bật trong tuần qua. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xã giao Ngài Park No-won, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hàn Quốc tại Việt Nam cùng phu nhân và đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Cùng dự có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Park No-won cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh dành cho đoàn. Vui mừng được trở lại thăm Cao Bằng lần thứ ba. Ông cho rằng Cao Bằng là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời, có nhiều danh lam thắng cảnh và điều kiện thuận lợi trong phát triển nông lâm nghiệp. Ngài đại sứ hy vọng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ đánh dấu mốc mở ra sự hợp tác toàn diện hơn giữa các đối tác Hàn Quốc với tỉnh Cao Bằng. Trong đó mong muốn hợp tác thiết thực hơn nữa về một số lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững, phát triển nông nghiệp thông minh, công nghiệp công nghệ cao, trồng rừng, đẩy mạnh hợp tác lao động, tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc tại Cao Bằng. Ngài đại sứ mong muốn được sự ủng hộ, quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cao Bằng để các dự án Hàn Quốc triển khai thuận lợi như dự án phát triển nông nghiệp tuần hoàn sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Dự án xây dựng nông trại thông minh, công nghệ cao, hoạt động của tổ chức phi chính phủ tương lai tươi sáng. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam-Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ. Giới thiệu về tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Cao Bằng hiện đang thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Lạng Sơn-Trà Lĩnh-Cao Bằng. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc, tỉnh Cao Bằng chủ trương tìm kiếm và thúc đẩy quan hệ với các đối tác Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng tình với các nội dung ngài đại sứ trao đổi về phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển rừng, hợp tác phòng chống biến đổi khí hậu, lao động, đào tạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn triển khai thêm một số nội dung hợp tác như quan tâm kêu gọi đầu tư, xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp, điện gió, các hoạt động đầu tư đô thị, thương mại, dịch vụ tại tỉnh Cao Bằng. Qua các hoạt động đầu tư hợp tác sẽ giúp cho quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Hàn Quốc sẽ ngày càng được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã trao tặng quà lưu niệm cho ngài đại sứ cùng phu nhân và đoàn công tác. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Toyota IDMC Group. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và tình hình thu hút đầu tư tại tỉnh. Những nỗ lực của Cao Bằng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển cho biết, công ty hiện kinh doanh 3 lĩnh vực chính gồm kinh doanh đại lý ô tô, kinh doanh vận tải và bất động sản. Hiện nay công ty là đơn vị có hệ thống đại lý ô tô lớn nhất miền Bắc với 14 đại lý của hai thương hiệu ô tô là Toyota và Ford. Sau khi nghiên cứu thông tin về thị trường ô tô tại Cao Bằng, công ty mong muốn được hợp tác đầu tư tại tỉnh Cao Bằng với hình thức mở đại lý ô tô. Đề xuất triển khai dự án đại lý Toyota giai đoạn 2023-2024 và đại lý Ford giai đoạn 2024-2025. Tổng đầu tư dự kiến khoảng 6 triệu USD. Do đó mong muốn sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nghiêm các quy định về luật đầu tư, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cũng như các quy định của địa phương. Tại buổi làm việc,
các đại biểu thông tin thêm về tình hình kinh doanh ô tô trên địa bàn tỉnh, thảo luận về những đề xuất của đoàn công tác, tiềm năng lợi thế các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh. Một số địa điểm trên địa bàn thành phố phù hợp với hình thức đầu tư của công ty và đề xuất một số vị trí phù hợp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo đánh giá cao năng lực tài chính, uy tín của công ty Toyota IDMC Group và cảm ơn sự quan tâm cũng như tâm huyết của công ty đối với dự án đầu tư tại tỉnh Cao Bằng. Đối với nội dung khảo sát của công ty về đầu tư dự án kinh doanh đại lý ô tô trên địa bàn thành phố, tỉnh rất hoan nghênh và sẽ luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho công ty đầu tư kinh doanh. Đề nghị các sở ngành liên quan sẽ là đầu mối kết nối, phối hợp, hỗ trợ công ty trong việc tìm hiểu, trao đổi thông tin, làm cơ sở để công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong nhu cầu đầu tư dự án tại Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng được mối quan hệ sâu sắc và chặt chẽ với chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, góp phần không nhỏ trong việc phát triển quy mô thương mại. Đại dịch COVID-19 bùng phát hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các cặp cửa khẩu biên giới hai địa phương. Vì vậy, việc tổ chức các cuộc hội đàm trực tuyến đã góp phần tích cực duy trì tăng trưởng thương mại, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa giữa hai bên. Với tinh thần cởi mở, thiện chí, thành công từ các cuộc hội đàm, tiếp tục tô thắm, nâng tầm đường lối đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tỉnh Cao Bằng Việt Nam và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc có hai cặp cửa khẩu, đó là cửa khẩu Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang, Trung Quốc và cửa khẩu Sóc Giang Việt Nam, Bình Mãn, Trung Quốc. Dù gặp nhiều khó khăn do thực hiện Zero Covid phòng chống dịch bệnh, nhưng từ đầu năm đến nay, hai bên vẫn nỗ lực thực hiện các biện pháp thông quan. Kết quả hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang được 888 container, cửa khẩu Sóc Giang Bình Mãn được 210 container. Thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường phối hợp với cơ quan hữu quan phía Trung Quốc khắc phục khó khăn vướng mắc, thúc đẩy thông quan hàng hóa, đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, phía Cao Bằng đã thực hiện quy trình phòng chống dịch bệnh chặt chẽ đối với hàng hóa thông quan tại cửa khẩu Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang Trung Quốc và cửa khẩu Sóc Giang Việt Nam, Bình Mãn Trung Quốc. Thực hiện giao hàng không tiếp xúc, người điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh không xuống xe trong toàn bộ quá trình vận chuyển. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình khử trùng đối với người, phương tiện, hàng hóa thông quan tại các cửa khẩu. Đồng thời, tỉnh cũng đã đầu tư cơ bản hoàn thiện hạ tầng kho bãi và đường giao thông phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lối mở Nà Đỏng, Nà Ráy, phục vụ tốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên có sự thay đổi về phương thức giao nhận hàng hóa. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa ngày càng tăng, phía Việt Nam sẽ lựa chọn 1 đến 2 kho bãi để việc cắt cẩu hàng hóa được thực hiện liên tục và thông suốt, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch về người và hàng hóa mà phía Trung Quốc đề ra. Bãi Quang Anh 2 của Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Quang Anh. Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu biên giới song phương, thống nhất được các phương án khả thi, đảm bảo cửa khẩu thông quan thuận lợi. Tại cuộc hội đàm trực tuyến giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Việt Nam và đoàn đại biểu chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc được tổ chức trong tháng 6 vừa qua, tỉnh Cao Bằng đề nghị hai bên cùng phối hợp thúc đẩy công tác trình phê duyệt xây dựng các dự án trọng điểm của cửa khẩu hai bên. Chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc sớm triển khai thực hiện các nội dung của bản thỏa thuận khung về thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng nông sản, hải sản của Việt Nam qua cửa khẩu Trà Lĩnh, Long Bang mà tỉnh Cao Bằng Việt Nam và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc đã ký ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại thành phố Bách Sắc. Sớm triển khai thực hiện việc nhập khẩu trái cây, lương thực tại cửa khẩu Long Bang, cửa khẩu được chỉ định là cửa khẩu nhập khẩu trái cây, lương thực của Trung Quốc. Đồng thời mong muốn thành phố Bách Sắc có ý kiến hoặc có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng. Mở rộng danh mục hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Long Bang, Bình Mãn. Danh mục hàng hóa không xác nhập mà chỉ về tăng cường nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu giáp với Cao Bằng và mở rộng danh mục hàng hóa nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang, Sóc Giang Bình Mãn. Đề nghị thành phố Bách Sắc có ý kiến hoặc có cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng
mở rộng danh mục hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Long Bang, Bình Mãn. Tỉnh Cao Bằng cũng trao đổi rõ về phương thức, quy trình thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang Trung Quốc, cửa khẩu Sóc Giang Việt Nam, Bình Mãn Trung Quốc như sau. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ phía Trung Quốc, sẽ do xe phía Trung Quốc vận chuyển sang địa phận phía Việt Nam. Xe của phía Trung Quốc sẽ di chuyển đến điểm phun khử trùng trước khi thực hiện dỡ hàng. Trong khi di chuyển, lái xe không xuống xe, cửa và cửa sổ đóng kín, dán niêm phong. Kiến nghị nhân viên có vị trí công tác rủi ro tại khu vực cắt cầu, khu vực trao đổi hàng hóa hai bên thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo đủ từ 3 mũi trở lên. Nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì có biện pháp cách ly ở nhà theo dõi sức khỏe. Các cơ quan chức năng hai bên đã cùng thảo luận các biện pháp hợp tác, xây dựng cơ chế trao đổi liên lạc giữa các cơ quan quản lý thuộc cửa khẩu hai bên, thúc đẩy xây dựng lối mở chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Sóc Giang Việt Nam, Bình Mãn Trung Quốc. Thảo luận về công tác trình, xin phê duyệt xây dựng các dự án như hai nước hai khu, dự án thí điểm quản lý khu vực hàng hóa dịch bệnh động vật qua biên giới. Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu biên giới song phương, tỉnh Cao Bằng đề nghị hai bên cùng phối hợp thúc đẩy công tác trình phê duyệt, xây dựng các dự án trọng điểm của cửa khẩu hai bên, thống nhất được các phương án khả thi, đảm bảo cửa khẩu thông quan thuận lợi. Đối với lá xe thay thế nhằm hạ thấp rủi ro hàng hóa thông quan bị dương tính và tăng cường quản lý phòng những nhân viên có vị trí công tác rủi ro tại khu vực cắt cầu, khu vực trao đổi hàng hóa, đề nghị thực hiện tiêm phòng vaccine đảm bảo đủ từ 3 mũi trở lên, chủ động theo dõi sức khỏe bản thân, nếu có sốt và ho, khó thở, mệt mỏi thì có biện pháp cách ly ở nhà theo dõi sức khỏe, thông báo cho các đơn vị quản lý nếu có và đến cơ quan y tế được kiểm tra tư vấn, thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID và bảo hộ xét nghiệm acid nucleic, đảm bảo khử trùng phương tiện hàng hóa và môi trường, đảm bảo theo quy định pháp luật và trao đổi của hai bên. Phía Bách Sắc mong muốn tỉnh Cao Bằng thúc đẩy việc mở rộng khu cắt cầu tại km 0, lối thông quan Nà Đỏng, Nà Ráy. Đề nghị phía Việt Nam tăng cường quản lý, phòng ngừa những nhân viên có vị trí công tác rủi ro cao như khu vực cắt cầu, khu vực trao đổi hàng hóa. Tăng cường quản lý khử trùng đối với xe cộ, hàng hóa và môi trường. Đề nghị tỉnh sớm xây dựng quy trình thông quan và phương án phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu. Sớm xây dựng khu an toàn xanh và các biện pháp thực hiện chi tiết đồng bộ tương ứng. Với không khí thân tình, cởi mở, kết thúc hội đàm, hai bên đã đạt được những nhận thức chung để triển khai và tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc, thực chất, thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thành công của hội đàm là cơ sở quan trọng để hai bên triển khai các chương trình, nội dung hợp tác hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quan hệ thương mại song phương, cũng như trong công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu và đảm bảo thông quan thuận lợi, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng thương mại cũng như nhận thức chung của lãnh đạo hai địa phương. Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau.